Xin chào 500 anh em, cao điểm xin giới thiệu cầu Mixer, đi là cầu CMS 2002 anh em. Giống này để anh em đi show thì khỏi lo về thiếu lồ ghim. Cao điểm sẽ quay cận cận anh em xem. Đây là hàng loại 1 mọi người, còn 12 tháng cao điểm. Đây, quay sơ sơ với anh em xem đây. Anh em mà có nhu cầu thì liên hệ trực tiếp cao điểm nhé. Cao điểm sẽ bảo hành 12 tháng một kiếp của Trung Quốc, đặc biệt là Sài Gòn và bên Kỳ Sĩ. Cái mặt sâu của nó nguồn rất là bự nhưng mà bên hông nó có nhiều dập từ đi ra khỏi trên nè. Đây là Mixer đi là cổng CMS 2002, đây là cổng China loại 1. Dòng này thì Eco Revert là giống như là 600, 1000 và 1600, Eco Revert như nhau mà nhiều like hơn thôi mọi người. Em mà có nhu cầu thì liên hệ trực tiếp cao điểm nha. Xin chào 500 anh em.